vững chắc là ngay giữa này không nè, đó đó. Rồi từ đó mình mới đi xéo được không, nhớ xéo là gì lách không nghe nha, đừng có dối nè, chải được cái gì đây, tại vì hai chải như này nè. Chị lưu ý là chị chải từ theo song song giống nhau, chia sẻ là chị chải từ cái chân nào xuống luôn, rồi sau đó chị cắt bằng mũi kéo nè. Và chị nâng cái kiểu tay lên, nâng cái kiểu tay lên và chúi xuống này không. Cái kiểu tay là cái này nè, chị nâng nhẹ nhẹ lên mỗi lần cắt chút chút thôi đó, thì nó sẽ tạo được một cái đường tam giác ha, để bắt bốt ha, vậy nha. Ok, còn bên đây thì mình sẽ cũng chúi cái lực xuống, rồi mình đừng có chỉ gì nha. Đó, rồi cũng đừng có gì luôn. Mà hay là ốp, ốp thẳng xuống. Không đổ ha, dỗ nhẹ nhẹ vô cắt nè, thấy không? Vậy đó, để người thành viên không? Cắt việc nhẹ gì chút xíu. Chị Thư đừng có cắt bóp mạnh quá. Rồi sau đó chị Thư dùng cái ngón tay này, chị Thư chia chia nhanh 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 lại. Rồi, ok, chị Thư cắt đi ha. Chị đang làm rất là tốt nha. Đó. Rồi. Đây là cái con đẩy đây. Đây là cái phần tóc bóp cái gáy nè các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình xem chị Thư cắt nha. Đấy. Để các bạn xem chị Thư cắt như thế nào. Sáng nay mình mới chia sẻ chị Thư thêm cái phần bên mang tay của tóc ngắn nè. Đó. Đây là cái bài bài Pussy đấy, tém bóp. Rồi, ok. Cả nhà xem chị Thư cắt nha, chứ để mình quay cái clip á thì thường các bạn sẽ sợ là các bạn không tin. Đấy, nhưng mà người thật việc thật, và chị Thư cắt bằng tay trái nè các bạn không. Và đường kéo của chị Thư cực kỳ yếu luôn. Nói chung là nó cắt nó còn hơi chậm lắm. Chị Thư ơi, chị Thư sai xương sống nè. Chị Thư nhớ, chị Thư nhích theo. Nhớ không? Rồi, từ từ nè, cái này nè, cái lược nè. Cái lược của chị đúng rồi, nó phải chúi xuống. Đúng rồi. Ok đó, chị nhớ không? Cái lược chúi xuống, cái lược chúi xuống. Đúng rồi, thả lắp xuống. Nếu cái lược chị nhõng lên nó sẽ bị tròn á, chị hiểu không? Nè, nhớ cái phần này là xíu lên nó sẽ đổ xéo xuống như nè. Nhìn đúng không? Chứ để đi như thành ngang. À, đúng không? Chị cắt chị hình dung này thấy không? Nó phải xéo xuống nè. Nó xéo xuống thì nó mới tam giác. Bên đây cũng vậy luôn nè. Bên đây nó phải xéo xuống ha. Chào bạn Đặng Ngữ nha. Chào cả nhà. Đấy, chào mấy bạn đang xem tiếng Anh nè. Con hello mọi người đi. Hello. Đấy, chúc mọi người ngày mới đầy năng lượng nha cả nhà. Đấy, chị Thư đang cắt cả nhà ơi. Chị Thư ơi, chích theo, nhích cái hông theo chị Thư, không có nghiêng vậy. Chị Thư nhớ không? Chị Thư phải nghiêng cái hông theo. Rồi. Đúng rồi. Ok, đúng rồi chị. Đó, chị thấy ông nó chuối đúng không? Nếu chị không khéo thì nó sẽ bị ngang á. Học khóa cắt bao nhiêu vị anh? À, khóa cắt bên mình là 15 triệu nha bạn ơi. Chuyên về cắt ha, từ cơ bản cho tới nâng cao. Từ tóc Pussy, tem boy, bóp, sót, bóp dài, bóp nâng cao, bóp đương đại, layer milum, layer blonde. Là học trong vòng 15 ngày nha. Nếu như các bạn mà cầm kéo tốt rồi đó, thì học 15 ngày thôi. Còn không thì chúng ta sẽ ôm cầm kéo, chia tóc lại tầm khoảng 1 ngày nữa là chúng ta nắm được thôi. Đây. Chị Thư đang cắt tóc bóp các bạn. Thì khóa học thì sang năm sau á, mình đã có khóa học rồi ha, 15 khoảng 15 âm lịch á. 15 âm lịch là mình có khóa rồi, khóa tháng giêng rồi. Rồi ok. Tiếp tục chị Thư kia tiếp. Rồi cầm này giùm sư phụ coi. Cầm cái máy quay giùm sư phụ coi. Đúng rồi. Rồi này, để sư phụ chia sẻ nè. Khi tới bằng ISO vũ tay nè thì mình sẽ chia thẳng gì trước luôn chị Thư hình dung không? Tức là bây giờ mình phải chia thẳng gì trước luôn. Đây, mình tháo này ra ha. Rồi mình hình dung nó phải đổ như thế này. Thì dù này nó ngắn rồi thì mình chỉ cắt cái này thôi. À, chị Thư nắm được chưa? Nếu như tóc ít quá thì sao? Chúng ta không cần chia luôn. À, nếu như tóc ít thì mình để giống gì cắt luôn. Chị Thư hình dung hiểu ý của mọi người đúng không? Nó ngắn quá.
nó ngắn quá thì mình nhanh luôn. Đó. Còn khi nào dày thì mình sẽ chia từ cái điểm sau gáy nằm, mình chia thẳng về trước nè, tay trái nè, đúng không? Nè. Ok. Du du hiểu không? Đó, xong rồi mở ra nè. Nắm được chưa? Thấy không? Rồi. Hình dung không? Rồi chị tự làm lại coi. Tự làm đi. Ok, rồi. Bây giờ quay phút quay ra đây cho một cặp. Tại cái màn này nó ngắn quá, mình thả luôn các bạn. Rồi sau đó mình danh luôn nè ha. Tại vì nó ngắn các bạn. Đó. Ok, chị đến thành tập bóp ha. Em hạ hạ song song với đường lai. Đây là classic cơ bản nha các bạn. Đây là nền tảng của mọi kiểu tóc. Ok, áp ôm ha. Chị Thư, nhìn nè, thấy không, bài tóc của em nè. Ok. Rồi, nắm được ha. Nó không phải là ngang bằng mà nó hơi chuối nhẹ. Yes. Ok. Rồi, cả nhà xem Chị Thư cắt bên đây nha. Wow. Rồi em chia sẻ là chị Thư đừng có lấy cái này ra, đừng có lấy ra mà hãy chải sát vô. Ok. Đó, chứ mà đừng có lấy ra ha. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Để cho nó ôm vô. Chính xác, đúng rồi. Cái nhà thấy không, cái tay kéo chị Thư cắt là lúc đứt lúc không luôn. Không tin luôn. Cắt thì lúc không. Vậy mà cắt được hay thiệt. Tôi còn phải giống như bản thân tôi còn không nghi ngờ bản thân tôi đâu. Bản này giỏi á. Không đâu, đó chị cẩn thận nè, chị chừng bị ngang đó, đó đây này góp ý nè, thấy chưa? Thấy rồi. Đó, cái tay phải xéo, nhưng mà nó không có sai, không có đúng. Cái vấn đề nằm ở chỗ là mình muốn nó xéo hay là ngang thì do mình đó, chị hiểu không? Chị muốn xéo thì bắt buộc là cái kéo chị phải hạ thấp xuống cái này nè. Ok. Vậy. Đúng rồi, thì nó xéo nhiều. Đúng là vậy. Hạ gọng kéo ra, chính xác. Đó, hồi nãy chị thấy một đường kéo bị lủng không? Vấn đề là chị biết là được. Rồi hạ gọng kéo ra. Rồi. Ok. Đó, bóp nha cả nhà. Hay bị lủng này nè. Đó, lủng là nếu mà chị cắt theo đường nó luôn là thành nó thành vuông á. Nó phải chuối vậy. Chính xác, ok, rồi. Thả cái kia ra cắt luôn đi chị, cắt xong bên đây luôn đi. Đấy, hiểu rồi đó, cầm cái tay kéo đang hoàng lại, đúng rồi. Đấy, cả nhà thấy cái tay chân chị cắt đấy. Nó hơi chậm một xíu thôi, nhưng mà về Mỹ thì chị sẽ cố gắng luyện tập nhiều lên nha. Đem giờ cầm kéo hết mà. Rồi cái lưng nào nhớ là luôn luôn, lúc nào cũng lưng đi theo hết, đi theo được cắt hết. Chị không có ẹo lưng cái đó, ẹo lưng nó cong như sống luôn á. Chào bạn Công Quy nhé, chào bạn Thủy Dương, chào bạn Hoa Hướng Hướng Dương nha, chào bạn Hiếu Dương, chào bạn Nguyễn Oanh, chào cả nhà nha. Chào bạn Hoài Lê. Cả nhà ơi, cả nhà thả tim giùm mình nha. Và cả nhà bình luận lại cả nhà nếu như cả nhà thấy cái livestream này á, cả nhà để lại bình luận chào hỏi nhau để cho chị Thư có cái động lực nha. Chị Thư chào mọi người cái đi chị Thư. Hello mọi người. Mọi người kêu mọi người thả tim cho chị Thư có động lực cắt thế nào. Cảm ơn cả nhà thả tim nha. Đấy. Cả nhà thả tim cho chị Thư có cái động lực chị Thư cắt cho nó. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Dạ cảm ơn bạn Hoa Hướng Dương nha. Đấy. Thả tim cho chị Thư có cái động lực chị Thư cắt rồi. Hello mọi người đấy. Chào các bạn nha. Cả nhà thấy chị Thư cắt đẹp nha, thả tim đi nha. Cho chị Thư có cái động lực chị Thư học cho nó năng lượng của mọi người á. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Đấy. Chào bạn Thu Thủy nha. Đấy, các nhà thấy không, đẹp lắm nha ơi. Đấy, như vậy là ứng dụng lên khách là cứng khừ rồi nha. Rồi, bên trái bên phải cắt giống nhau đi chị. Hôm nay là ngày thứ 5 học cắt đúng không? À, quên nữa này nè. Đó, giới thiệu cặp chân mày mới làm hôm qua. Hôm qua là ốp 2 ngày. Cặp chân mày làm đẹp không đó, về Việt Nam thì chỉ có làm đẹp thôi nè. Ngày mai phun cái môi nữa nha. Về mình tư vấn chị Thư là đi xăm chân mày đi, thấy chị Thư trang điểm dễ nó hơi cực, mất thời gian quá.
Hôm qua là thứ bảy với chủ nhật là chị nghỉ 2 ngày. Mà lịch học thì 12 tuần mà nghỉ 2 ngày rồi. Chào bạn Đinh Thành Luân nha. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ nha, chúng ta chia hình tam giác 45 độ ha, xéo xuống và chúng ta cắt thôi. Rồi chị quay vô đây, em cho em quay lại chị. Rồi. Chia đi chị. Phúc ơi, còn cái phần đó xả xuống cắt đi em. Đây, em cắt cái phần đó đi. Rồi cái đó hơi xéo quá chị. Chị nhớ là 45 độ không? Chị nhớ là 45 độ không nè, em hướng dẫn cho nè. Nè. Cứ nghe là không, chị phải nhớ nè. Đây cái mặt cái đây đúng không? Nó phải luôn luôn đi 45 độ. À, hình dung không? Chị hiểu ý tầng đó không? Rồi ở đây nó đi đây nè. Ở đây đi đây chứ đâu có thể nào mà cắm xuống gì được. À, nhớ em 45 độ đi thẳng gì trước luôn nè. Đó, chị hình dung không? Xéo 45 độ. Chị đứng về phía trước thôi, đứng về phía trước cho dễ. Đó, đúng không? Ok, rồi chị xéo xuống. Đúng rồi đó chị. Đúng rồi đó chị. Nhớ nha, tam giác là vậy đó. Rồi đi xíu em chỉ cho chị cắt tóc short ngắn tam giác. Hôm qua bữa là cắt tóc ngắn vuông rồi đúng không? Và ngắn tròn rồi. Rồi tí xíu em chỉ cho chị cắt ngắn tam giác ha. Mình không phải thợ cắt tóc nhưng vẫn cảm ơn bạn đã chia sẻ cho nhiều bạn cần đến lắm. Dạ. À, mình cảm ơn bạn Hoa Hướng Dương nha. Thì mình cũng mong muốn là chia sẻ những kiến thức này cho những anh chị em ở gần xa và bạn bè đồng nghiệp á, cùng biết á, để chúng ta cùng nhau phát triển và làm tốt trong cái ngành nghề của mình thôi nha. Rồi. Rất là tuyệt vời ha. Đó. Chị nhớ nè, từ từ em chỉ nè. Cái hông đúng rồi, chính xác chị. Cái hông của chị xeo nhất theo chị, đừng có cái lưng chị nè, ha, cái lưng chị cong theo. Đấy, và cái tay của chị nè, đừng có đúng rồi. Đi nhẹ nhàng theo. Chị thấy không? Rồi không, chị tự làm đi. Chị chạy nhẹ nhàng, đúng rồi, lúc nào nó cũng tay cũng sẽ gọi cái kia dở cao lên đó, cắt từ từ. Rồi, đúng rồi đó chị. Rồi, dù chị nhích cái hông theo, nhích cái lưng theo, nhớ nha, nhích cái lưng theo. Cái mông nhích theo, nhích theo tiếp, nhích nữa. Chị thấy dễ hơn không? Chị không nhích cái mông theo á, là nó sẽ bị chồm. Rồi, ok. Đẹp lắm chị, tiếp đi chị. Chị Thư chỉ làm cố gắng á, hôm nay mình chỉ với chị á, chia sạch sẽ gọn gàng chứ mấy ngày đầu chia lộn xộn lắm bạn. Đó, hôm nay là chị đúng rồi, không biết chia luôn đó. Nhưng mà nó nằm trong cái giáo án của mình á. Cái điều đầu tiên á là mình chỉ cho học viên cầm kéo cho nó chắc khoảng một ngày. Rồi sau đó ngày thứ hai á là mình cho chị chia tóc, kẹp tóc. Thì ngày thứ ba á là mình cho chị ghép bài khoảng 3-4 bài là cắt ra kiểu được rồi. Đấy. Nếu học trò nào mà dở lắm thì cầm kéo cũng phải 3 ngày. Chia tóc 3 ngày, tuần lễ nó là 10 ngày. Thì 5 ngày còn lại là chúng ta ghép bài lại ra kiểu tóc bóp, tóc tém, rồi là ra ok hết nha cả nhà. Đó. Cả nhà thấy hoàn toàn là chị Thư cắt hết luôn đó. Một tí xíu là chị Thư sấy khô và kẹp và cắt điểm ra kiểu luôn. Mình sẽ đăng lên cho các bạn xem ha. Chào bạn Hưởng Nguyễn nha, chào bạn Tiên Thủy, chào bạn Long Bùi, chào bạn Long Kim, chào bạn Diệu Hiền Lê. Chào tất cả các chị em, anh chị em mình, bạn bè và khách hàng nha. Thì nếu như chị em nào muốn cắt tóc á, có thể inbox cho Tân ha, inbox Trang và đặt hẹn mình đến mình cắt tóc nha. Dạy cắt tóc bao nhiêu một khóa vậy? Dạ bên mình hiện tại là dạy 50 triệu một khóa, là chọn khóa dành cho những bạn chưa biết gì. Học trong vòng 12 tháng là ra nghề có thể đi kiếm việc làm được nha. Thì việc làm bây giờ thì thị trường á, thì thợ phụ chính thì cũng 6 đến 9 triệu một tháng rồi. Còn nếu như mà ra nghề mà giỏi về cắt á, thì chúng ta có thể làm thợ chính thì lương 12 triệu hoặc là 15 triệu. Thì học nghề bây giờ là 50 triệu chọn khóa. Thì từ bao gồm hết tất cả các chi phí cho các bạn luôn. Thì các bạn rất là lợi ha. Sau khi các bạn học 12 tháng là các bạn có thể đi ra nghề làm trong vòng khoảng 3 đến 5 tháng là các bạn lấy vốn rồi. Mà học trong vòng 12 tháng thôi là các bạn có một cái nghề ha. Cái nghề tóc thì nó sẽ không bao giờ lỗi thời đâu các bạn ạ. Đấy, giống như bạn này mới 18 tuổi thôi. Thì hiện tại thì bạn học nghề thì cũng được, học được mấy tháng rồi Phúc? Dạ, được 3 tháng. Học được 3 tháng thì bạn cũng biết những cái nền tảng cơ bản từ tư thế cắt, những cái tóc bóp, tóc ngắn rồi. Bạn đang học phụ hóa chất. Thầy và cả nhà, cảm ơn bạn
Du Hoàng nha. Tại cả nhà thấy không? Cái chiếc top bóp của chị Thư rất là đẹp nha. Đấy, xuất sắc luôn cả nhà ơi. Chào bạn Khuyên Khuyên, chào bạn Thiến Huyền. Cả nhà ơi, cả nhà thả tim cho mình đi ha. Thả tim vô bình luận cho mình cho cái livestream này, chia sẻ cho mọi người đi. Tại vì hiện tại là mình cũng đang chia sẻ đó, thì cả nhà chia sẻ cho bạn bè và anh chị em đồng nghiệp của mình cùng xem nha các bạn. Cùng tạo nên cái giá trị cộng đồng nha. Là các bạn rất là tuyệt vời luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha, các bạn đã thả tim nha. Rồi chị cố gắng chị di chuyển ha, đừng có chị đừng có dối vậy. Nếu mà các bạn cắt á, các bạn dối cái lưng của các bạn nó mỏi lắm nha. Nha chị Thư. Thì sẵn đây Trang xin chia sẻ cho mọi người luôn, trong cái cắt tóc á, thì chúng ta có hai cái phương pháp cơ bản quan trọng nhất, đó là phương pháp đường viền là phom tóc. Thì phom tóc á, thì nó có tròn vuông tam giác và layer thì sẽ có góc độ, thì thường chúng ta hay kêu là graduation đó. Graduation là giống như là cái phần đó là cái phần tầng thấp từ 89 độ cho xuống thì chúng ta gọi là graduation. Nhưng thật sự ra nó cũng là layer, nó tổng hợp trong layer đó. Dạ, tiệm mình ở 339 Trần Phú, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị Thấm Nguyễn nha, chào bạn Chi Đòn. À, mình ghim cái địa chỉ ở đâu ta? Phúc, có biết ghim cái địa chỉ không? Ở trong bình luận đúng không? À. Mình đã ghi bên đây đúng không? Thì hướng dẫn vô cái comment của thầy thôi. À đây nè, thì mình ghi rồi đó. Đó. Việt Nam giờ các hair slip cắt tóc đẹp quá, mỗi lần về chơi rất thích được đi cắt tóc. Dạ em cảm ơn, em cảm ơn ạ. Chào bạn Bảo Linh. Thật sự ra cái những cái kiến thức cắt tóc ở Việt Nam mình á thì nó liên quan tới văn hóa cả nhà. Thì bên nước ngoài á là họ cắt theo cái hình khối, hình học. Thì những cái trường phái đó là trường phái quốc tế. Nên thời buổi này thì những cái người thầy bên nước ngoài đó, họ về Việt Nam á, họ dạy. Thì những anh chị em thợ tóc nào á, ngày xưa á, mà có điều kiện á, thì bay qua nước ngoài học. Thì nhưng mà cái thời đó học á, người ta ít cứ mở ra dạy lắm. Thì thậm người ta làm việc phát triển tầm khoảng 5-10 năm á, thì người ta mới dạy. Nhưng sau này á, cái nó thịnh hành á, nên người ta mới mở học dạy. Dạ muốn học nhanh được ạ, nhanh ít nhất thì cũng phải 10 ngày, 15 ngày thì mình ok nha cả nhà. Nghĩa là cắt tóc á, Tăng sẽ dạy cho nhà cắt cơ bản là tầm khoảng 5 đến 15 ngày là mọi người cắt ok, cắt được những cái mẫu tóc ứng dụng cao. Còn về làm nghề này á, thì cả nhà cần phải học ít nhất cũng phải 6 đến 12 tháng thì mình mới làm thợ chính được, đứng ra độc lập mở tiệm. Còn mà để cắt tóc được thì nó chỉ nằm ở khía cạnh cắt tóc được thôi. Nhưng mà cả nhà còn cái khâu kẹp giả nè, tạo kiểu nè, thì mình cần gắt mắt thêm thời gian như chị Thư. Chị Thư ha, mình phải kẹp giả, sấy khô, rồi mình cần phải duỗi cúp, duỗi đồ nữa, nói chung là quá chất nữa thì mình mới làm thợ được. Ít nhất từ phải 12 tháng trở lên thì mình mới làm phụ chính và thợ chính được. Nếu như mà bạn nào mà giỏi về cái cảm xúc á, tư vấn khách hàng tốt, nắm bắt được tâm lý khách hàng thì các bạn học rất là nhanh và hiểu ý khách hàng, thì các bạn phục vụ và làm rất là tốt. Đó là thái độ, là cái sự tích cực và làm việc của các bạn. Chào bạn Vũ Phương nha. Khóa cắt bao nhiêu hả? Chi Đoàn ơi, khóa cắt của bên anh là 15 triệu nha. Anh sẽ hỗ trợ cho em khóa cắt từ cơ bản đến nâng cao, từ những mái tóc layer cho tới bóp, short bóp, tem bóp, tém á, tém bóp, rồi những cái mạo, những cái bên đây sẽ dạy cho mọi người cơ bản để tạo ra những cái bài cắt và kỹ năng cá nhân hóa kiểu tóc. Thì trong vòng 15 ngày là mình sẽ làm được những cái kiểu tóc đó rồi.
và mình có cái nền tảng kiến thức á, giống như chị Thư nè, chị Thư đã nắm được cái bài tóc bóp này rồi, thì chị Thư về chị Thư làm mới có một lần đầu tiên thôi, thì chị Thư sẽ làm nó đã đẹp như thế rồi, thì nhưng nó chưa được nhanh thôi, nhưng mà chị Thư về chị Thư cắt liên tục 10 lần 20 lần và cứ thế chị Thư cắt một bài này thôi, thì chị Thư cắt rất là giỏi ha chị Thư, đúng không? Mình lặp đi lặp lại cái mà mình đã làm. Thì cắt tóc cũng giống như vậy bạn, cắt tóc thì các bạn cần phải có thời gian để chúng ta luyện tập á, thì mình luyện tập liên tục thì mình sẽ giỏi thôi. Thật sự ra cái bộ não của mình rất là hay các bạn ạ. Cái bộ não của mình á là khi mình làm cái việc gì đó mà mình làm hoài á thì nó thành thói quen. Tăng giả sử các bạn mặc quần đi, mặc quần jean á, quần tây á, thường các bạn sẽ sọt cái giò phải vô nếu các bạn thuận giò phải. Thì bây giờ các bạn có thử đổi lại thử các bạn sọt giò trái đi thì các bạn sẽ thấy nó khác liền à. Nó sẽ không có giống như là chúng ta sọt cái giò phải. Thì đó là cái công thức và cái nguyên lý mà chúng ta áp dụng cho cuộc sống này, cũng giống như cái việc mà chúng ta kiếm tiền vậy đó. Chúng ta kiếm 10 triệu nó quen rồi thì chúng ta xài với mức lương 10 triệu nó quen rồi. Và bây giờ chúng ta kiếm một tháng 100 triệu nó cũng quen, thì cái mức sống chúng ta xài 100 triệu nó cũng quen, đúng không chị Thư? Đấy, chị Thư bên Mỹ á, chị Thư sống, chị Thư biết đó. Có nghĩa là một cái người mà giống như một người xe ôm đi, họ kiếm một ngày 300-200 thì đã rất là cực rồi. Mà bây giờ kêu họ xài sống một cái mức 5 triệu, 10 triệu thì bắt buộc họ phải thay đổi thói quen. Thay đổi thói quen thì từ từ họ mới thay đổi được. Đó là ngoài cái việc mà Tăng dạy nghề á, thì Tăng còn chia sẻ cho anh chị em mình cái về cái cuộc sống của mình á, mình cần phải thay đổi cái gì và mình làm sao để cho nó phù hợp để mình phát triển á cả nhà. Mình cũng muốn học, tiếc là mình ở xa quá. Chào bạn Minh Hằng nha. Thì nếu như thật sự ra bạn muốn học á thì cố gắng ha. Vì chị Thư nè, chị ở bên Mỹ nè, chị thật sự muốn học á thì chị cũng bay về Việt Nam chị học thôi. Nên cả bà cả nhà đừng có để cho cái suy nghĩ nó làm cho mình vì mình muốn á. Vì mình thật sự chưa mong muốn đâu các bạn ạ. Nếu mình thật sự mong muốn rồi cỡ nào cũng làm được hết á. Tăng xin nhắc lại cái công thức này nha. Một khi mình đã thật sự mong muốn rồi thì bất cứ một cái gì mình làm cũng được hết cả nhà. Tăng xin nhắc lại nha. Vì cái khả năng của con người hiện tại là những nhà khoa học trên thế giới và nhân loại chưa có giới có gọi là dùng từ là giới hạn được cái bộ não của con người mình nó làm việc kinh khủng cái nào đâu. Có nghĩa là nó không có giới hạn luôn đó nha. Giới hạn ở đây là do mình đặt ra coi, đúng không chị? Tùy cái bộ não của mình nó không có giới hạn. Cái bộ não của mình nó không có giới hạn. Và các bạn đừng cho những cái suy nghĩ, những cái ý nghĩ mà nó giới hạn cái con người mình nha. Cả nhà nhớ giùm Tăng nha. Tăng chia sẻ đây là cả nhà nhớ giùm Tăng nha. Nam giới hay bị mù màu, học hớt tóc khi học về nhộm có bị trở lại trả ngại lớn không vậy em? Dạ thật sự ra là nếu như mà bị giống như là cái màu sắc á, mình bị mù màu á, thì thật sự ra làm màu thì nó rất là khó. Thì mình cần phải có những cái bạn hỗ trợ mình. Thì ok. Thì em nghĩ là nó cũng hơi khó về vấn đề là để thực hiện màu nhộm á. Nên cần phải có cái công thức á. Và đặc biệt là nó phải có phương pháp dạy cho những bạn mù màu. Tại vì dạy cho những bạn mù màu á, thì cần phải cho các bạn hiểu về công thức để làm những cái cơ bản thôi. Giống như là ví dụ như tẩy tóc thì có thể là bôi thuốc tẩy lên thì nó sẽ để bao nhiêu phút nó sẽ lên được cái màu đó. Và khi pha cái công thức đó nó ra màu đó thì mình sẽ test thử và hỏi khách hàng. Nếu khách hàng hài lòng thì ok. Nhưng mà nó cũng giới hạn đó. Tại vì đã là mù màu rồi thì đâm ra mình làm màu sắc rất là khó. Chỉ có uốn tóc, cắt tóc và thiết kế mẫu tóc thì ok. Nhưng còn cái việc mà nhuộm màu thì có thể mình giao cho những cái bạn thợ phụ làm cũng được. Nếu như bạn muốn mở salon. Cái đó là lời khuyên của Tăng ha, lời góp ý của Tăng. Vì thật sự nó cũng, nếu mà chúng ta thật sự mà muốn thì cũng được chứ không được đâu. Nếu mà mù màu thì cũng có phương pháp đó. Thì chúng ta làm bằng cách là hỏi khách hàng hay gì đó. Vì chúng ta làm kiểu gì cũng có kinh nghiệm mà. Thường Tăng hay lên mạng á, Tăng thấy có những cái anh chị em á mà cục tay luôn. Cục cả hai tay luôn nha. Mà vẫn cắt tóc được. Cắt bằng tông đơ á chị. Cầm cái lược nè, đưa vô hai đầu tay nè, một bên đây cầm tông đơ nè, bên đây cầm lược nè, quắn cái lược vô mà vẫn cắt được. Rồi cục hai giò vẫn ngồi ghế cắt được.
rồi có một người một cục ta cục hai tay dẫn các cục một tay dẫn cắt được, thì Tăng rất là ngưỡng mộ và hâm mộ những người đó vô cùng luôn á, vì cái nghị lực họ rất là lớn á cả nhà, họ làm mình rơi nước mắt luôn đấy. Còn trong khi đó mình có đôi bàn tay này, mình có khối óc này mà mình không chịu cố gắng bằng cái sức lực của mình á, thì đó là một cái thiệt thòi rất lớn luôn á. Đây ok cả nhà, chị Thư đã cắt xong rồi, thì chị Thư xả xuống rồi cắt thôi. Xả xuống xong rồi đó chị Thư chia ngôi. Chị Thư nhớ không? Đấy, đây là bạn Phúc á, tay chân vẫn làm rất là nhanh nha. Phúc giỏi lắm nha, ok. Đấy, cắt tốt lắm nha. Cố gắng. Phúc đã hoàn thành cái phần còn lại trên thớp. Ok. Rồi đây là nè cái đó, chảy lên nè. Xong chị tách cái ngôi ra, thấy không? Đó. Từ từ. Rồi.